Let him cook! Let him cook now! Let him cook! I said, let him cook! Chắc là anh em mê cờ bạc hả nhỉ? Mê cờ đấu trường chân lý phải nghe đâu đó về đội hình Eco 3 tiền carry công bù thủ này rồi đúng không? Đéo. Xin chào các bạn, đây là series chơi cờ với nắng. Nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay là Eco, một con tướng 3 tiền bình thường chỉ dùng để nuôi khủng long hoặc là kích giao u cho Jerry. Thế mà bây giờ chúng ta có thể dùng nó carry, lợi dụng khả năng di chuyển của tộc Zukon kết hợp với Ferozot gọi cơn bão tuyết tùm lum tùm la, thì Eco có thể là cơn ác mộng với Lobby đấy. Chi tiết hơn thì vào game các bạn sẽ biết. Trận đấu này sẽ nhanh hơn bình thường vì vùng quẩy của Yumi là thành phố được chọn. Và tất nhiên là huyền thoại TF vẫn là sự lựa chọn hàng đầu để vẽ đồ cho cái meta mà người người Zeke, nhá nhá Zeke này rồi. Bao gồm cả cái bài mà mình chuẩn bị giới thiệu với các bạn đấy. Round quái đầu tiên thì mình được cho 3 con tướng 2 tiền. Round thứ hai là một cái gậy và một cái giáp. Tới round thứ ba thì Viego ra hẳn 3 con này là mình bắt về luôn. Và chốt lại 3 round quái bằng một cái cung. Trang bị Pandora là lý do mà mình chọn huyền thoại TF, nên là không thể có chuyện mình lấy loại khác được. Chưa lắp được món đồ hoàn chỉnh nào và mình cũng không có đủ tiền để up 4. Tuy nhiên là với hai dũng sĩ xét lại còn 2 sao thì mình tự tin là sẽ có chiến thắng đầu tiên. Thế nhưng mà chàng Young Boy kẻ ke này say no, mãi thắng. Jihin bên kia bắn đau hơn những gì mà mình có thể tưởng tượng ra. Thế là mình thua suýt soát luôn. Bán Ash up 4, bắt Zed về thêm vào đội hình đi kích Zukon. Bởi vì là mình không muốn Viego của mình bị focus vào rồi chết sớm như vừa nãy nữa. Check một lượt thì thấy Lobby có 2-3 nhà khá là mạnh thôi, còn lại thì rất là yếu không lo lắm. Đấy, gặp luôn một nhà Irelia 2 với chó gắt 2, có giáp máu, tanh rất là trâu, nhưng mà xui gặp mình có Viego Zukon. Nó nhảy ra sau kết liễu con tướng gây đam duy nhất là Samira. Sau đấy thì các bạn biết rồi đấy, mình đâu có dễ ăn thế đâu. Bái vô đây mà núp. Zed hết lòng hết dạ vì mình khi mà lên 2 luôn ở 2.3, mình thì cũng chả từ chối nó được, chỉ có điều là phải check nhà kỹ một tí để xếp làm sao cho Zukon nó nhảy ra sau móc được carry của đối thủ thôi. Anh Khánh mét 8 nuôi khủng long, nhưng mà khủng long này chắc là sai XS. Giả tướng còn lại cũng không khá hơn, nên là mình lại thêm một chiến thắng vào giỏ hàng. Lần thứ N đi chợ quê nhận đồ, nên là mình được chia cho cái nước mắt 3 tiền. Bù lại thì Kalista xuất hiện không thể đẹp hơn, đúng thương đúng thời điểm vào sân ngay lập tức. Kích một lúc hai hệ là quần đảo bóng đêm và thách đấu. Tối ưu một chiếc ốc thần kỳ cho Seth để hướng tới đội búp cho cậu bé thời gian Eco. Mãi đến 2.6 thì mình mới hold được 10 tiền. Nhưng mà tự nhủ là không sao, có chức là mình sẽ gỡ lại được hết. Pandora cũng đã Sida hơn rồi, mình lắp được thêm một cái crit phép cho Viego gánh kéo trước khi là mình có được Eco. Và với khung bài thế này thì hư không level 4 xuất hiện chỉ có tác dụng là thắp lửa lên cho mình thôi. Bùm. Bãi đá cho mình hai cái nước mắt và một cái đai máu. Mình lắp trước cái nước mắt, tơn sau Pandora đổi ra cái găng luôn. Vừa khít bàn tay công lý cho Viego cầm. Gặp lại Yoboy kẻ ke, nhưng mà lần này mà có Sino nữa là mình đấm vào mồm. Viego chạy rất nhanh ra sau xử đẹp đôi thanh xà bạch xà và quay lại dọn nốt bàn cờ của anh em rất gọn gàng. 2.3 là các lõi bạc, mình roll lõi 1, lõi 3 vẫn không thấy có gì tối ưu, nên là mình lấy luôn trái tim Zukon. Warwick lên 2, thừa thắng xông lên, mình áp 6 thêm Ire kích hoạt Bionia cho nó máu. Anh Khánh thì con khủng long ăn cỏ không ăn được người nên là đổi bài rồi. Aphelios cầm hai đồ này thì chắc là không ai đoán được anh chơi thiện xạ Ferozot đâu nhỉ. Bài này thì cũng mạnh, mình lên video rồi đấy. Chỉ tiếc là anh Khánh giờ này mới có 5 chép 1 sao nên là phải ăn đấm rồi. Pandora vẽ cho mình đủ combo 3 đồ của Eco là một crit phép và hai bàn tay công lý. Đồ tối ưu được sớm lại còn áp đảo về số lượng tướng 2 sao, nên là mình dễ dàng dập được ngọn lửa của ông top 1 đang cháy này. Các bạn có bao giờ thấy một nước mà có hai vua không? Lần này không phải là quên nhặt đồ mà là người có Pandora Witcher 7 không thèm tranh đồ với phần còn lại đấy. Cho mình mẹ một đi. Một mảnh kháng phép cũng ok rồi, vì giờ là mình có đủ đồ cho Eco rồi, chỉ cần là có thêm cốc để búp cho nó, càng nhiều càng ít. How? Lạ nhỉ. Lại gặp Afe và những người bạn, nhưng mà nhà này cũng một sao đang chờ roll, không khác gì anh Khánh mét 8 cả. Mình có chiến thắng thứ 8 quá hoàn hảo cho một bài đấu vừa giữ được máu, vừa giữ được cả tiền. Đấy, lại còn có luôn cái gốc thứ hai nữa, không một mảnh đồ nào thừa thãi ở đây cả. Không bao giờ gáy được quá lâu, mình gặp ngay một con khủng long ăn thịt người. Nó tích được 30 số rồi, dư sức tập lửa nhà mình. Cay thế nhỉ. Eco đầu tiên đây rồi, nhưng mà cứ cho vào thôi, chưa đổi đồ vội. Vì Viego vẫn còn đang có tác dụng mà. 5 con sói cho mình một đống tiền với cả một cái váy. Quá là giàu có, mình up dần lên 38 trên 40 điểm kinh nghiệm để ra sau đó tự lên. Không cần vội vì vừa thua rồi. Tiền để con up tướng, à nhầm, tiền để con roll tướng mà. Ông này định thiện xạ nữa hay gì đấy? Thôi đừng chơi nữa, tranh làm sao lại với mấy ông kia. Người ta có Afe rồi, còn ông thì vẫn bị tôi đấm đây này. Lõi cuối cùng là lõi kim cương nên là mình cũng không dám nhanh nhảo ổ đoàn. Không có lõi nào tối ưu cho Eco băng giá cả nên là mình roll cả 3 luôn. Lấy cả bó thạch đi.
có xem thêm vào đội hình, mình slow roll nhưng mà không thấy Eco đâu, ra một con Viego nên là mình quyết định đổi luôn để trả lại đồ cho Eco. Và Eco quá là yếu đuối, không đủ sức chống chịu trước nhà thiện xạ Samira cầm đồ tạo cho Afer này. Mình còn 8 chục máu để cấu dần nếu mà mình không ra được Eco 2. Sejuani xuất hiện, mình thay vào form 2 Ferrazot để kích hoạt hiệu ứng trừ tà, anh nhầm, trừ giáp và trừ kháng phép. Nhưng mà anh em trong lobby không cấu được máu của mình nữa rồi. Eco nó lên 2 sau vài cái roll nhẹ, nó vả vào đầu từng vị trí bắn tỉa của đối thủ khiến cho người anh em suy vãi cả lờ. Như thế này đã uy tín chưa ạ? Lượt đi chọn này không đùa nữa, mình lấy cái nước mắt về tí của lóc cốc cho Eco. Đang rất là tự tin thì thấy có ông đã bảy Surima rồi quái vật. Biết thân biết phận nên là về roll tiếp thì mình bắt được thêm một Seju với cả hai Kata. Chứ Eco thì chả biết con nào. Gặp lại anh Khánh Mét 8 ở 4.5, Afe của anh giờ đã 2 sao rồi nhưng mà Afe nó không chơi một mình được. Hàn Tanh vừa đấm còn lại toàn một sao thì kia thì đánh đấm gì. Eco sau khi hạ gục được Lissandra thì bị Afe focus vào. Nhưng mà Zuko giúp đỡ miễn sát thương ngay lập tức, nó lùa ra sau và hỏi tội Afe cùng đồng bọn. Mình siết tay anh Khánh bằng cái còng số 8, vĩnh biệt anh. Còng số 8 siết tay anh. Ai bảo chờ đợi là hạnh phúc chứ mình thì... Mình slow roll liên tục để tìm Eco 3 nhưng mà Eco cũng xem mình luôn. Đách ra con nào. Ui dồi ôi, ác mộng đây rồi. Con quái vật Surima này. Kasate liên tục hất văng và đẩy lùi Eco dấu hiệu của mình. Eco vẫn cố gắng bám trụ lại, băng ra đằng sau để clear đi quân số bên địch nhiều nhất có thể. Nhưng mà con gái kia chọi đầu qua Eco và đồng bọn vẫn phải nằm xuống hết. Và mình còn lại 66 máu. Ôi dồi ôi, sốt hết cả ruột. Mình roll tiếp nhưng mà nó cứ sao sao ấy. Xe lên 2 rồi nhưng mà Eco đâu. Bãi chim bù đắp cho mình bằng một mảnh váy để cho xét bửu cái cốc thứ ba, thêm một cái găng và một cái đai nữa. Mình lì lợm roll tiếp, Lissandra vào cầm cốc thay xét. Kata cũng lên 2 vào sân cho Viego nghỉ hưu, chỉ có Eco là vẫn bật vô âm tín thôi. Thắng nhà này cũng không làm mình vui hơn vì nãy giờ mình tốn quá nhiều tiền để roll mà không có Eco. Bây giờ thì lại roll tiếp lợi tức nhưng mà chỉ bắt được một con, đúng là thảm hại. Thắng Afe 1 sao không vui thì giờ Afe 2 cho mình buồn hẳn đây. Nhà này lên được carry 2 sao hết rồi. Sức mạnh là quá khủng khiếp, đấm mình một phát còn đúng 49 máu. Trời ơi trời. Quay xong rồi. Lần này cảm giác là đội hình này không đủ để giữ máu cho mình nữa rồi. Mình roll mạnh xuống còn 30 tiền và bắt được Eco thứ 6. Và tất nhiên là 9 con mới đủ chứ 6 con thì lại kéo dài thêm cái chuỗi bê bát này thôi. Jerry bắn tỉa có với TX đã 40 số quá khỏe. Eco nhà mình làm việc hết năng suất cũng chỉ clear được thêm vài chết. Nỗi sợ nhân đôi khi mà thấy ông Youngboy kẻ ke này đã lên 9 và có thêm tướng 5 tiền 2 sao khá là khỏe rồi. Đáng sợ quá. A chốc cầm cốc không ai thèm nhưng mà mình thèm, lấy vẻ vừa sinh có 2 cốc cho Kata luôn. Sống vội theo lobby rồi. Bài của mình bây giờ đang vào giai đoạn yếu rồi, không nhanh có 3 sao là dễ lên bảng đếm số lắm. Cạn 40 tiền thì mình có Eco thứ 8 và Kata thứ 8 luôn. Đây là lý do vì sao Eco hot, nó quá mạnh. Cứ mỗi lần nó dùng biến chuyển pha thì lại có một mạng phải nằm xuống. Dọn bàn rất sạch. Nhưng mà có sót lại có Sam 2 sao. Gã khổng lồ nó sót cầm 3 đồ tanh có qua ra kill ở những giây cuối cùng. Thất bại chồng chất thất bại nhưng mà không sao. Còn nước thì còn tát. Còn 10 đồng mình cũng lôn nốt. Đúng là trời không tuyệt đường sống của ai bao giờ. Kata 3 và Eco 3 đây rồi. Cuộc chơi bây giờ chỉ còn lại 4 cái tên xuất sắc nhất. Mình được dấu tích báo sẽ gặp nhà 9 Surima quái vật bắn nãy. Nhưng mà xem bây giờ ai mới là con quái vật của lobby này đây ạ. Azir đối thủ để bên trái. Mình cũng đổi Eco sang bên trái cùng hướng. Mục đích là để sau khi xuống dưới 50% máu thì Eco sẽ nhảy ra sau và kết liễu đi Azir. Không ngoài kịch bản khi mà Eco tung ra hai lần biến chuyển pha thì đã kết liễu đi vị trí của Kasate. Azir thoải mái gây đam và làm cho Eco xuống dưới 50% máu. Cậu bé thời gian chỉ chờ có thế. Bay ra sau liên tục gõ vào đầu Swain, Talia, Cassiopeia và cuối cùng là một hit bay mau luôn con gà Azir. Mất hoàng đế rồi thì đám còn lại như là rắn mất đầu. Youngboy kẻ ke phải ping dấu cho mọi kiểu what the fuck man. Có gì đâu, lấy lại phong độ thôi mà. Trước khi mà hòm đồ đánh quái được thì mình phải cẩn thận check ba nhà còn lại. Chắc là lấy thông đạo cho xem đi. 6.1 thì mình gặp bóng. Vị trí di chuyển của Eco cũng khá là đẹp nên không có gì phải lo lắng cả. Sang hóng hớt xem hai nhà kia bem nhau ông nào thắng. À thiện xạ thua rồi, còn có 16 máu kìa. Lại dấu tích ở nhà Surima vãi cất, ông ấy còn lên 10 bổ sung nhân lực rồi. Định lấy thịt đè người ấy gì ấy. Mình đoán là ông này sẽ đổi chỗ Azir sang bên phải sau khi mình một vô nhớ đời lần trước. Nhưng mà không có một cái sự di chuyển nào ở đây cả, mình bị lừa. Lần này do vị trí địa lý ngăn cản nên là Eco không gặp Azir để bầu bạn được. Thay vào đấy thì là Javan, sau đấy thì là Susan. Eco mất quá nhiều thời gian ở đây, trong khi đấy thì Azir đã kịp hạ gục hết đồng minh của Eco rồi. Mình để thua và còn lại 10 máu. Thiện xạ gặp bóng của mình cũng thua nốt, còn có 5 máu rồi. Cuộc chiến ngày càng căng thẳng hơn rồi. Không cần phải gặp bóng nữa, Afe được gặp mình trực tiếp rồi đây. Mình còn chưa kịp nhìn vị trí của Lissandra thì Eco đã cho nó bốc hơi luôn. Kata cũng
không kém phần đam khi mà liên tục ném và xoay những con dao của mình. Sion team bạn mãi chơi với Ads của team mình thì làm sao mà bảo kê được chủ lực AFE một cái tên nữa ra đi và để mình tiến vào những trận chiến cuối cùng. Cút ra ngoài! Trước khi phải thảm sát nhau thì mình với ông này được cho đi chợ lần cuối để nhặt đồ. Mình lấy cái máy chiếu về hy vọng là làm chậm được sức mạnh của Azir. Bây giờ mình mới lên 8, bổ sung ngay Sam vào đội hình để có thêm một ít khống chế. Có vẻ như là bốn Zucon không cần thiết lắm, mình thay Ugot vào để câu kéo thêm và để kích ra ul cho Echo. Đáng ấy cũng không vừa, định dùng skill của Kassate để đẩy Echo của mình ra khỏi sân nhưng mà không được đâu sói à. Echo của mình dễ gì bị ạ gục như thế, nó vạ vào người của Lissandra, sau đấy thì bị ăn khống chế liên tục. Zucon được kích hoạt và một phát duy nhất, Echo nhắm thẳng vào Azir, đội bạn một lần nữa như dặn bắt đầu và giờ chỉ còn lại 9 máu. 1-9-1-10 thật rồi đấy. 6.6 sẽ là trận chiến cuối cùng để phân định thắng thua. Mình liên tục trách nhà đối thủ và dự đoán là ông này sẽ đổi Azir sang phải nhưng mà không. Vãi cứt vấn đề im hạch não thật chứ. Cứ tưởng là chiều tướng hụt thì mình sẽ top 2 nhưng mà không các bạn ơi. Echo quá xuất sắc. Sau một hồi vật lộn với Zavan, Nasus sau đấy thì là Kassante thì Echo thông minh tiếp tục luồn ra sau và kết liễu đi Azir. Top 1 quá xứng đáng, quá mãn nhãn, quá cảm xúc. Các bạn nếu muốn chơi đội hình này thì nhớ là cần phải có Pandora để vẽ thật là nhiều cốc. Echo phải lên 3 sao và đừng quên là xếp bài liên tục để Echo có thể vạ vào mồm carry đối thủ nhé. Điều quan trọng cuối cùng là đừng quên like video này ủng hộ mình và comment đội hình mà bạn muốn mình chơi. Chúc các bạn leo rank vui vẻ, bye bye.